đời nay, người dân Việt Nam đã có tập tục lập miếu đình thờ cúng cá ông nhằm cầu xin các vị thần che chở cho họ trong những chuyến ra khơi đầy nguy hiểm. Đàn ông ra khơi, còn phụ nữ thì hàng tháng trời cô đơn nơi đất liền lo toan việc nhà và trông ngóng biển xa, trông đợi chồng con trở về. Dù tần tảo gian lao, nhưng người phụ nữ Việt Nam vẫn chịu thương chịu khó, giữ vẹn tấm lòng thủy chung. Đó chính là lớp trầm tích quý giá, là đức tính tốt đẹp của người phụ nữ Việt từ ngàn đời mà thiết kế ngư ông muốn truyền tải. Bộ trang phục đến từ nhà thiết kế Nguyễn Hoài Thanh và được trình diễn bởi thí sinh Đặng Hoàng, Tâm Như.